bright. I like Einstein, nhiệt huyết trong mỗi người. This is my valet. Xin chào các bạn sinh viên, xin chào các bạn học sinh và quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình livestream nhà lạc của trường Đại học Văn Lang. Như đã hẹn thì hôm nay chúng ta đến với chương trình livestream số 10 của trường Đại học Văn Lang với một chủ đề mà hôm qua khi mà fanpage trường Đại học Văn Lang đăng thông tin thì các bạn đã rất là quan tâm, marketing không ngừng hot. Tại sao trong số live số 10 này thì trường Đại học Văn Lang lại chọn chủ đề về ngành marketing? Thì chắc các bạn cũng biết rồi, từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 5 thì trường Đại học Văn Lang đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2. Thì trong đợt này nhà trường công bố có 8 ngành tuyển sinh mới, trong đó có ngành marketing. Thì cách đây một tuần khi mà nhà trường công bố là sẽ có ngành marketing trong đợt xét tuyển thứ 2 thì rất nhiều bạn thí sinh, kể cả các bạn sinh viên của trường Đại học Văn Lang rất quan tâm đến thông tin này, đặt nhiều câu hỏi cho nhà trường từ nhu cầu thông tin của các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số chuyên đề bàn luận sâu về chủ đề về ngành marketing. Và với cái chủ đề ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ giải đáp được những thông tin mà các bạn đang quan tâm trong thời điểm hiện tại về ngành marketing của chúng ta nha. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu ba vị khách mời sẽ tham gia cuộc trò chuyện với các bạn sinh viên và học sinh. Chắc có lẽ là mình đi từ phía ngoài nha. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn tiến sĩ Ngô Quang Trung, trưởng khoa kinh doanh thương mại của trường Đại học Văn Lang. Xin trân trọng giới thiệu anh Lai Minh Khoa. Anh Lai Minh Khoa là chuyên gia về huấn luyện marketing và anh từng là giám đốc marketing của Meetup Network cũng như là trưởng phòng digital marketing của Sun Life Financial Việt Nam. Vâng ạ. Chào các bạn. Dạ, và xin trân trọng giới thiệu chị Rachel Đoàn, thì là chuyên gia, là giám đốc marketing với 15 năm kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Với ba vị khách mời ngày hôm nay thì chúng ta... Dạ, vâng ạ, em chào anh chị ạ. Với ba vị khách mời uy tín trong lĩnh vực đào tạo cũng như là làm về công tác marketing thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện trao đổi rất là chi tiết về ngành, về nghề với các bạn. Thì có lẽ là trước khi đi vào câu chuyện về học nghề, học ngành marketing và làm nghề marketing thì xin chia sẻ với các bạn một thông tin nữa. Anh Lai Minh Khoa là cựu sinh viên khóa 12 ngành kinh doanh thương mại của trường Đại học Văn Lang. Dạ vâng ạ. Vậy là anh tốt nghiệp vào năm 2010. Mình tốt nghiệp năm 2010. Dạ, 10 năm rồi. Hôm nay thì trở lại trường Đại học Văn Lang và nói chuyện về ngành marketing thì không biết là anh cảm giác như nào. Hồi đó chắc anh học ở cơ sở 2 đúng không? Ngày xưa thì lúc mình vào trường là năm 2006. Dạ. Lúc đó là cơ sở 2 cũng vừa thành lập được vài năm. Thì lúc đó đó là cũng là một cơ sở rất là khang trang. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà các bạn sinh viên khóa mới năm nay vào thì chúng ta sẽ gặp cơ sở 3. Nó theo mình đánh giá thì so với mặt bằng chung của toàn bộ các cái trường đại học thì đây là một cái cơ sở mà nhìn nó không khác gì nước ngoài. Yeah. Không khác gì nước ngoài, nó rất là đẹp, nó rất là chỉnh chu. Dạ. Yeah. Hồi đó mình học ngành kinh doanh thương mại là anh cũng đi theo định hướng marketing luôn ạ. Đúng rồi, hồi xưa thì cái ngành kinh doanh thương mại thì nó chia ra hai cái phân ngành. Yeah. Đó là marketing và kinh doanh quốc tế. Yeah. Thì vào khoảng học được khoảng 1.5 năm thì bắt đầu là mình bắt đầu chọn phân ngành. Yeah. Thì thời điểm đó mình chọn ngành marketing. Yeah, thì cái ngành marketing ở thời điểm đó cơ bản nó đã hot rồi, cơ bản nó cũng đã hot rồi, nhưng mà chưa có được một cái sự gọi là như bây giờ. Thực ra lát nữa các bạn, khi mà các bạn nghe những cái mà thầy Trung sắp chia sẻ thì thực ra nó ở một cái mức độ mà chúng ta phải những người đã từng học như mình. Yeah. Cũng sẽ cảm thấy là ghen tị, bởi vì ngày xưa mình chưa được cập nhật nhiều đến như bây giờ. Dạ vâng ạ. Vậy chúng ta sẽ đi vào cái chuyện là học marketing trong thời lượng 1 tiếng đồng hồ của chương trình ngày hôm nay. Thì nhưng mà có lẽ trước khi đi vào chuyện đào tạo ngành á, thì chúng ta cũng cần phát thảo cho các bạn học sinh. Những bạn học sinh lớp 12 hiện nay, các bạn mình nghe chữ marketing thì nó rất là quen thuộc. Nhưng mà để mà mình hình dung rất là rõ về một người làm nghề marketing, thực tế là họ đứng ở đâu trong nền kinh tế, trong công việc của một doanh nghiệp, vâng, thì em nghĩ là chị Rachel Đàn với kinh nghiệm làm việc rất lâu năm của chị trong lĩnh vực này thì chị có thể giúp các bạn phát thảo một cái chân dung của người làm nghề marketing không ạ? Nói là phát thảo chân dung của một người làm nghề marketing thì chắc là nó hơi quá. Dạ. Tại vì người mà mỗi người một mặt rồi thì chân dung. Dạ. Nó rất là khó khăn, không bao
giống nhau. Thì trước tiên á, về cái định nghĩa về marketing á, thì nếu như mà các em quan tâm thì khi mà các em đi search thông tin kể cả tiếng Việt và tiếng Anh, các em sẽ thấy rất là nhiều thông tin khác nhau. Thì ở đây nó sẽ có hai dạng thông tin mà các em cần phân biệt. Thứ nhất là những cái thông tin mà liên quan tới vấn đề học thuật. Thì thôi, học thuật nó nhiều lắm rồi, chừng vô học rồi quan tâm sao. Và cái thứ hai á, là nó sẽ là giống như là cái đúc rút kinh nghiệm từ những cái các cái influencer, những cái người đã làm việc rất là nhiều ở trong lĩnh vực marketing. Ở tiếng Việt của mình gọi là tiếp thị đó. Thì khi mà các em đọc những cái thông tin đó thì nó sẽ có chung một cái concept, một cái ý tưởng chung là như thế này. Marketing nó là một cái hình thức chuyển tải nội dung thông tin có mục đích nha. Nếu mà chuyển tải nội dung thông tin mà không có mục đích thì nó sẽ không phải là marketing. Nó nhằm để kích thích cái người tiếp nhận thông tin đó đưa ra một cái hành động. Cái hành động đó có thể là yêu thích, ví dụ như là nó dừng ở mức độ là nhận biết, thì trong marketing của mình là nó đang ở cái bước là brand awareness, hoặc là mến mến, cảm thấy cảm mến, hoặc là thích thú, thì nó là những cái bước mà nó đang xây dựng khách hàng trung thành, hoặc là kích thích mua sắm, hoặc là tìm hiểu thêm thông tin. Thì đó là cái cách của marketing sẽ làm, là chuyển tải thông tin một cách có mục đích tới cái người nghe mục tiêu của mình, để kích thích họ làm ra những cái phản ứng tiếp theo. Đó, thì đó là cái giống như là mình tạm gọi là cái concept mà về marketing mà mình cảm thấy tâm đắc nhất. Bởi vì nó sẽ gói gọn được giống như là marketing là gì, tiếp thị là gì, và nó không quá khó hiểu như trong những cái vấn đề ở trong học thuật. Như định nghĩa của chị Rachel thì marketing nó vượt cái phạm vi, cái nội hàm của nó vượt khỏi cái chữ tiếp thị. Thật ra cái chữ đó nó có vẻ nông cạn đúng không chị? Không gọi phải vậy. Nông cạn thì cũng chính xác, nhưng mà tại vì thực sự là do cái hệ thống ngôn ngữ giữa hai bên thôi, thì mình không có cái từ nó đủ chuyển tải được cái đó thôi. Còn về cái chân dung của một người làm marketing á, thì thực ra là ai thích và cố gắng á, thì rồi cũng sẽ làm được thôi. Hay nói chung là cần cù bù thông minh đó. Nhưng mà về bản chất mình thấy là để một người mà có thể thành công và làm việc được lâu bền trong ngành marketing, cái đầu tiên bạn phải có là cái tư duy logic. Và cái thứ hai bạn cần phải có là cái khả năng phân tích. Và cái điều cuối cùng bạn cần phải có là bạn sẽ phải là một cái người tự chủ, để nó không bị những cái cảm giác cá nhân nó lấn át đi những cái gọi là những cái mà kết quả đằng sau số liệu. Tại bởi vì khi thường ở trong marketing á, khi các bạn làm á, các bạn sẽ thấy là như vậy nè. Cái các bạn thường được yêu cầu làm nhiều nhất là ngồi đoán insight của người dùng. Người dùng muốn cái gì? Và đoán cái tiếp theo là đoán cái nhu cầu của người dùng. Thì nếu như bạn không có tư duy logic và bạn không tự chủ cũng như cái sự tỉnh táo á, thì bạn rất dễ bị mang cái cảm giác cá nhân. Cảm giác cá nhân là tôi nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là người ta sẽ thích cái này đó. Đó, nhưng mà thực tế là người ta không có nghĩ vậy, có mình nghĩ à. Đó, hoặc là khi mà giống như là khi các bạn làm nhiều, các bạn sẽ có cơ hội, các bạn làm marketing không chỉ ở trong một cái, ví dụ như là không chỉ làm cho thị trường Việt Nam, giống như mình ngồi ở Việt Nam mình làm cho thị trường ở bên Úc, ở bên châu Âu hoặc là ở Bắc Mỹ, đôi khi cũng cùng một cái sản phẩm đó, nhưng mà ở Việt Nam cái concept và cái insight của người dùng về sản phẩm đó nó hoàn toàn khác ở bên Úc luôn. Đó, thì thành ra nếu như mà mình để cái phán đoán cá nhân nó lấn át đi những cái phân tích logic á, thì mình sẽ gặp thất bại trong cái ngành marketing. Đó, thì thành ra là rèn luyện thôi. Thật ra những cái về mà khả năng phân tích, tính tự chủ, hoặc là cái việc mà tư duy logic á, thì những cái này mình hoàn toàn mình có thể rèn luyện. Rèn luyện dựa trên cái việc rằng là khi bất kỳ bạn đang tiếp xúc với công việc và trong đầu bạn nảy ra bất kỳ cái ý tưởng gì là mình cho rằng tôi tưởng, thì các bạn ngay lập tức phải tìm chứng cứ để củng cố cho cái việc tôi tưởng đó là mọi người đồng ý với cái vấn đề đó, thì bạn sẽ thành công và bạn sẽ làm một marketer. Rất là nhiều bạn học sinh đang quan tâm đến ngành marketing, vì thực tế là chỉ có trong một tuần trường đăng thông tin là sẽ có ngành marketing trong đợt tuyển sinh của khóa 26 năm 2020 này, thì rất nhiều câu hỏi đã gửi về. Thì như vậy chắc chắn là trong những câu hỏi đó cũng có sự chuyện là tố chất làm nghề như chị nói, lát nữa chúng ta sẽ đào sâu tiếp về câu chuyện này.
Và hiện nay em thấy các bạn đã đặt câu hỏi rồi. Thì những câu hỏi của các bạn nó liên quan đến chuyện mà tại sao khóa 26 này mình bắt đầu có ngành marketing. Thì như vậy là chắc có lẽ mình sẽ giải thích cho các bạn một chút về chuyện này. Em nghĩ là từ góc độ của khoa kinh doanh thương mại, hiện nay là nếu mà mình mở thêm ngành marketing thì mình sẽ có hai ngành, ngành kinh doanh thương mại và ngành marketing. Thì như vậy là từ cả chia sẻ của anh Quang cũng như là chị Rachel, mình thấy rằng là ngành marketing nó có một chỗ đứng trong lĩnh vực kinh tế của mình. Và khi mà các bạn chọn ngành thì các bạn thấy marketing hấp dẫn, quản trị kinh doanh cũng hấp dẫn, rồi kế toán, tài chính, ngân hàng cũng hấp dẫn, thậm chí quan hệ công chúng cũng hấp dẫn. Thì tất cả những cái hướng đào tạo đó thì marketing nó nằm ở vị trí như thế nào để giúp các bạn dễ hình dung mà. Thì chia sẻ luôn với các bạn sinh viên là thật ra từ năm 1997 thì khoa thương mại đã có chuyên ngành về marketing, cũng như bạn Khoa ở đây thì bạn ấy đã học cái ngành marketing vào năm 2006. Thì với lịch sử lâu đời như vậy, từ đào tạo từ những năm 1997 và với cái đội ngũ giảng viên mình có trong xuyên suốt những cái khoảng thời gian khá là lâu rồi, việc update thay đổi chương trình cũng như là năng lực của giảng viên nó đang cho phép là tại sao mình bây giờ vẫn cứ phải đứng ở dưới góc độ là chuyên ngành mà mình không đứng lên thành một ngành. Bởi vì khi mà mình tách ra thành một ngành thì sinh viên sẽ có những cái lợi thế hơn, bởi vì bằng cấp các bạn được nhận nó sẽ là cử nhân về marketing. Thì với những cái năng lực mà mình đã có sẵn, với những kinh nghiệm mình có rất lâu rồi, thì khoa mới quyết định là bây giờ mình sẽ nâng nó lên từ chuyên ngành thành ngành. Năm đối với K26 này thì cái thời cơ nó cũng chín mùi nên khoa quyết định là nâng nó lên thành ngành. Và với ngành marketing bây giờ mình sẽ có hai cái chuyên ngành hẹp ở trong đấy. Các bạn có thể được chọn học về digital marketing, hoặc các bạn có thể chọn học về quản trị sự kiện trong marketing. Như vậy thì góc nhìn ở đây là gì? Các bạn là dân làm về marketing và các bạn đang có hai cái chuyên ngành hẹp mà mình có thể lựa chọn. Thì với sự thay đổi này thì khoa thương mại bây giờ mình sẽ có hai cái ngành chính. Một là marketing như vừa mới đề cập. Ngành thứ hai là ngành về kinh doanh thương mại. Thì trong kinh doanh thương mại mình đang có ba cái chuyên ngành hẹp nữa. Một là ngành về e-commerce, hay còn gọi là ngành thương mại điện tử. Ngành thứ hai là ngành logistics. Và ngành thứ ba thì vẫn là kinh doanh quốc tế. Thì đây là những cái truyền thống mà khoa thương mại vẫn đang giữ. Như vậy khi mà sinh viên vào khoa thương mại, các bạn sẽ có hai ngành với năm chuyên ngành hẹp. Thì đây là cái sự thay đổi khi mà mình đã nâng cái ngành marketing lên, khác với lại lúc trước là mình chỉ có một ngành kinh doanh thương mại và có ba chuyên ngành hẹp. Okay. Thì đây là sự khác biệt. Vậy có lẽ là chúng ta sẽ xem lại cái chắc là bộ phận kỹ thuật cho chiếu lại cái thông tin về hai ngành hiện nay của khoa kinh doanh thương mại để các bạn có cái nhìn tổng quan trước khi chúng ta đi vào chi tiết. Như vậy là ngành kinh doanh thương mại của chúng ta sẽ có hai chuyên ngành là thương mại điện tử và kinh doanh quốc tế, đúng không ạ? Và logistics nữa. Và ngành marketing thì sẽ có hai chuyên ngành là digital marketing và quản trị sự kiện. Dạ. Như vậy thì từ cái chúng ta sẽ đi sâu vào những cái góc nhìn như thế này. Hiện nay các bạn đã đặt câu hỏi rồi. Tại vì các bạn thấy là ngành marketing của mình có chuyên ngành là quản trị sự kiện. Cho nên hiện nay em thấy có những câu hỏi này có lẽ chắc là anh Lâm Khoa với kinh nghiệm của anh có thể tư vấn giúp các bạn. Ví dụ như bạn Khổng Long, bạn hỏi là cho em hỏi em thấy marketing của trường có đăng là có tổ chức sự kiện. Như vậy tổ chức sự kiện của marketing sẽ khác gì với tổ chức sự kiện của quan hệ công chúng? Là PR ạ. Dạ, thì như vậy đây cũng là một cái góc nhìn mà cũng là đặt một vấn đề em thấy rất là hợp lý. Hoặc là bạn Thanh Hoài, bạn hỏi là cho em hỏi em muốn học quan hệ công chúng về tổ chức sự kiện nhưng em thấy trường có chuyên ngành tổ chức sự kiện trong marketing. Như vậy tổ chức sự kiện của quan hệ công chúng còn giữ lại không ạ? Hay là bây giờ nó khác nhau như thế nào? Đó, thì như vậy chắc em nghĩ là mình sẽ phân biệt giúp các bạn một chút xíu. Dạ. Cái vế sau á, dạ, là cái ngành tổ chức sự kiện của khoa quan hệ công chúng có mở hay là không á, chắc để thầy Trung trả lời. Dạ. Thì mình xin phép được chia sẻ với các bạn cái góc nhìn như thế này về cái nghề, về cái ngành tổ chức sự kiện. Ở trong marketing thì nó chia ra làm hai cái nhiệm vụ chính của người làm marketing. Thứ nhất là marketing communication, có nghĩa là làm marketing truyền thông. Thứ hai là sales marketing, là những người làm marketing để mà cho trên kênh và đi bán, vân vân. Hai cái đó là hai tố chất khác biệt. Vậy thì quản trị sự kiện, tổ chức sự kiện nằm ở đâu? Nó nằm trong marketing communication. Cũng giống như digital marketing
thì nó mix giữa sales marketing và digital ấy và marketing và marketing communication luôn. Yeah. Thì quản trị sự kiện nó cũng là một phần, nó nằm ở đó. Nó thuộc dạng một chuyên ngành đặc biệt mà chúng ta khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ phục vụ cho nếu như các bạn vào thì các bạn sẽ biết là có một cái chữ P trong 4P marketing á, thì nó có là promotion. Thì quản trị sự kiện nó nằm ở trong cái phần cái chữ B promotion đó. Yeah. Và khi mà chúng ta học quản trị sự kiện mà chúng ta có một cái background về marketing, các bạn hình dung như thế này, khi chúng ta làm nghề quản trị sự kiện á, là chúng ta sẽ không vào đa phần các cái big corporation á, các cái công ty lớn á, nó sẽ không có phòng tổ chức sự kiện riêng. Yeah. Mà nó sẽ thuê agency ở bên ngoài, có nghĩa là các công ty tư vấn về tổ chức sự kiện. Thì khi chúng ta học tổ chức sự kiện, chúng ta sẽ vào các cái công ty chuyên về tổ chức sự kiện. Công ty tổ chức sự kiện đó chịu một cái nhiệm vụ là như thế nào? Là khi có yêu cầu, ví dụ như trường Đại học Văn Lang có yêu cầu tổ chức một đại nhạc hội lớn, thuê một agency tổ chức sự kiện, thì bạn sẽ là người của agency tổ chức sự kiện, đến gặp phòng truyền thông của trường Đại học Văn Lang và bạn tư vấn làm thế nào để tổ chức một cái sự kiện cho nó tốt. Nhưng có những cái chương trình khác, ví dụ như là các cái nhãn hàng lớn, ví dụ Coca-Cola, Pepsi, họ cũng sẽ làm những cái chương trình kiểu như vậy. Thì chúng ta lại phải đi tư vấn. Nếu như chúng ta có một cái góc nhìn của người làm marketing, chúng ta sẽ hiểu mục tiêu marketing của cái sự kiện đó là gì. Và chúng ta sẽ tư vấn nó rất khớp. Các bạn biết là tổ chức sự kiện hay làm sáng tạo, ngay cả các bạn học mỹ thuật cũng vậy. Một cái gọi là một sản phẩm sáng tạo, tổ chức sự kiện, một cái sự kiện nó cũng là một sản phẩm sáng tạo. Thì khi mà chúng ta mang một cái sản phẩm sáng tạo đi bán á, thì 9 người là 10 ý. Nếu như chúng ta có một cái background vững chắc về marketing, chúng ta sẽ biết cách để mà lý luận nó, rationale nó, gọi là tiếng Anh, cái nghề mình gọi là rationale nó, làm sao để cho người ta nghe, người ta cảm thấy là hoàn toàn khớp với những cái mong muốn về mục tiêu marketing của tôi. Thì khi mà bạn học tổ chức sự kiện thì bạn mà bạn có background tốt về marketing nữa, thì cái cơ hội phát triển về nghề nghiệp của bạn sau này nó sẽ rất là tốt. Hoặc là bạn làm tổ chức sự kiện được một thời gian, bạn có thể lấn sân sang ở các vị trí cao hơn, ở các ngành khác, ở các phân ngành khác rộng hơn của marketing. Ví dụ như bạn từ học tổ chức sự kiện, bạn có thể chuyển sang làm ATL, ví dụ như là các ngành như quảng cáo. Thậm chí là nếu như bạn học tổ chức sự kiện xong, bạn cũng có thể sang ngồi ở vị trí giám đốc marketing của một cái công ty mà nó phù hợp. Yeah. Như vậy là đó là cái góc nhìn về tổ chức sự kiện trong lĩnh vực marketing. Chắc thầy Trung có thể tư vấn thêm cho các bạn học sinh. Hiện nay 30% số câu hỏi vẫn đang nói về vấn đề của là chuyên ngành tổ chức sự kiện. Đương nhiên một lát chúng ta cũng sẽ nói về digital marketing. Nhưng mà để làm rõ những cái thắc mắc cho các bạn về tổ chức sự kiện, thì thầy có thể tư vấn về cái định hướng của khoa khi mà mình mở cái chuyên ngành này không ạ? Thì cũng giống như là khoa đã có trình bày, nó rất là phù hợp với cái định hướng ban đầu của khoa. Là các em khi mà các em tốt nghiệp ra là các bạn nhận bằng cử nhân về marketing. Bạn là người làm marketing chứ không phải là bạn làm người truyền thông. Tuy nhiên trong marketing thì nó đang mang tính chất là có quản trị sự kiện trong đấy. Thì khi mà các bạn chọn những cái môn mà nó liên quan tới quản trị sự kiện, thì bạn đang đâu đấy mình nâng tầm của mình ở một khía cạnh hẹp ở trong marketing thôi. Thì cái việc mà các bạn học những môn liên quan đến cái quản trị sự kiện, trong đó nó có gì? Ví dụ như là các bạn sẽ được học về marketing sự kiện nè, các bạn sẽ được học về làm sao mình có thể quản trị khách hàng, hay tiếng Anh nó còn gọi là một cái từ khá là thú vị, nó gọi là account and sponsor management in events. Okay. Cũng như các bạn học các vấn đề về đương đại trong cái event management là như thế nào, cũng như là khai thác và cũng như là nhân sự trong event ra sao. Thì đây là những cái môn mà nó đang gói gọn trong cái chuyên môn thôi, và những cái chuyên môn này nó đang là lĩnh vực hẹp của cái ngành marketing. Ok. Thì cái lượng kiến thức mà các bạn học là lượng kiến thức về marketing nha. Sau này bạn vẫn có thể hiểu về advertising là như thế nào, bạn vẫn có thể làm những khía cạnh khác trong marketing như là làm sale, ok, vân vân. Nhưng bây giờ cái chương trình nó đang được đào tạo theo hướng là em biết, em sẽ biết
về cái quản trị sự kiện trong marketing, thì đây là một mục tiêu của cái việc xây dựng ra cái chương trình này. Ok, và với góc nhìn của thầy thì nó đang rất là khác giữa là PR, ok, cái ngành về PR và cái ngành về marketing. Mình không có làm nhầm lẫn giữa hai cái này được, ok, bởi vì các bạn học rất nhiều môn về về marketing mà các bạn, ok, nhưng cái minor của bạn đó thì nó sẽ đang là quản trị sự kiện. Ok, nãy thì thầy Trung đã nói sơ lược về danh mục các môn học, các chuyên đề học phần mà ngành marketing của Văn Lan sẽ đào tạo. Thì đây các bạn cũng có thể nhìn lại, đây là những cái khối kiến thức về cơ sở ngành cũng là như là chuyên ngành của ngành marketing. Thì các bạn thấy là nó đi theo định hướng về trong lĩnh vực kinh tế rất là rõ. Chúng ta đi từ kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, hành vi tiêu dùng, tài chính, tiền tệ, vân vân, rất là nhiều cái kiến thức chung về khối kinh tế. Sau đó thì mình mới đi vào những cái kiến thức chuyên ngành của marketing như là thương mại điện tử, quản trị bán hàng hay là kinh doanh quốc tế, marketing kỹ thuật số hay truyền thông marketing tích hợp, vân vân. Thì khi mà đi sâu, chúng ta thấy có tổ chức và quản trị sự kiện đó, nó nằm trong cái định hướng về chuyên ngành marketing. Thì khi đi sâu nữa vào hai cái chuyên ngành thì mình sẽ thấy là nó có những cái môn chuyên biệt mà lúc nãy thầy Trung có nói. Ví dụ như là chuyên ngành về marketing kỹ thuật số thì có marketing truyền thông mạng xã hội, khai thác phân tích dữ liệu, các vấn đề đương đại, digital marketing project, chúng ta làm dự án. Còn về định hướng và về quản trị sự kiện thì marketing sự kiện hay quản trị khách hàng, quản trị nhân lực sự kiện, vân vân. Thì như vậy là nếu mà chúng ta nhìn vào cái danh mục môn học như thế này ấy, thì mình thấy rõ cái định hướng đào tạo của marketing nằm trong cái khối kinh tế. Còn các bạn mà học quan hệ công chúng ấy, thì chúng ta hiểu rằng là mình đang nằm trong cái định hướng đào tạo của khối truyền thông. Rất là rõ ràng, rất là khác biệt. Cho nó có những cái vùng tiệm cận và giao thoa. Ví dụ như một bạn học marketing, bạn cũng học truyền thông marketing tích hợp. Đương nhiên, và một bạn học quan hệ công chúng, bạn cũng sẽ học truyền thông marketing tích hợp, truyền thông thương hiệu tích hợp. Đó là chuyện rất là bình thường. Và khi mà chúng ta làm, sau này khi mình ra làm việc á, trong một team thì hoàn toàn có thể có một bạn PR, một bạn marketing làm việc với nhau là chuyện bình thường, đúng không chị? Nhưng mà trong định hướng đào tạo nó sẽ có cái sự phân biệt. Một bạn học quan hệ công chúng, bạn sẽ học nói trước công chúng, bạn sẽ học viết tin, cách đọc tin tức, bạn sẽ học về quảng cáo, bạn sẽ học về phỏng vấn nhân vật, về các cái kỹ năng cũng như là các cái phương tiện để chúng ta làm trong cái lĩnh vực truyền thông. Và trong đó thì nó có tổ chức sự kiện, cũng là một cái lĩnh vực mà lúc nãy anh Khoa nói đó. Các bạn agency thì thường các bạn học quan hệ công chúng để các bạn làm được công việc tổ chức sự kiện. Thì như vậy mục tiêu của hai ngành khác nhau. Và như vậy các bạn cũng đừng băn khoăn về chuyện đó là nếu như bây giờ marketing có chuyên ngành tổ chức sự kiện thì quan hệ công chúng có còn tổ chức sự kiện không? Không phải như vậy. Bởi vì chúng ta đang đi theo hai hướng đào tạo khác nhau. Và quan hệ công chúng với các môn học về tổ chức sự kiện vẫn đào tạo theo định hướng truyền thông. Như vậy, các bạn nào muốn học theo lĩnh vực truyền thông, các bạn học quan hệ công chúng. Các bạn nào muốn học theo về marketing trong cái lĩnh vực kinh tế, các bạn học ngành marketing. Thì chúng ta không có những vùng giao thoa, nhưng chúng ta không có trùng lấp. Dạ, như vậy thì chắc là đây là một lượng câu hỏi lớn rồi đó. Dạ. Về trong cái kiến thức chuyên ngành của sinh viên về marketing, dạ, thì thật ra các bạn đang có tới 48 chính chỉ liên quan tới các môn chuyên ngành, các môn chuyên ngành của marketing, từ là ví dụ như là về quản trị bán hàng trong marketing như thế nào, cho đến là quản trị kênh phân phối ra sao, cho đến truyền thông tích hợp, cho đến thiết kế ứng dụng trong marketing, vân vân. Thì nó các bạn học rất nhiều cái khối lượng kiến thức liên quan tới marketing. Ok, thì đâu đấy là mình đang khác biệt với lại PR, nó nằm ở chỗ đấy. Ok, nên các bạn sinh viên cũng không có phải quá lo lắng là em đang muốn đi theo quản trị sự kiện nhưng mà em nên đi theo hướng truyền thông hay là hướng marketing, thì hai cái này hai hướng rất rõ nhé. Yeah. Là giải đáp được rất nhiều lăn tăn trong đầu các bạn. Tại vì nhiều khi châu chữ thôi, tổ chức sự kiện nó sẽ làm lầm lẫn. Hiện nay các bạn đã đặt rất là nhiều câu hỏi rồi, nhưng em sẽ chọn lọc trong này một số câu hỏi đi, chúng ta trả lời tiếp tục. Dạ. Có câu hỏi này chắc là chị Rachel Đoàn sẽ tư vấn cho các bạn. Các bạn thấy là có hai chuyên ngành trong marketing là digital marketing và quản trị sự kiện. Thì như vậy là các bạn hỏi là mình sự khác biệt giữa hai cái chuyên ngành này, và bạn nên với tổ chức như thế nào thì bạn nên theo chuyên ngành nào? Yeah. Thì thật ra ở trong marketing, khi mà tụi em thấy rằng là dạo này nghe digital marketing rất là nhiều đúng không? Yeah. Đi đâu cũng digital hoặc là digital edge các kiểu. Thì đối với digital marketing thì chắc là cho chị back lại, chị nói sơ một chút xíu về cái cách mà chị sẽ phân biệt các cái
cách thức khi mà mình hoạt động marketing ha. Thì các em chỉ cần tưởng tượng là như thế này ha. Marketing nó giống như là một cái ý tưởng, một cái đề bài. Khách hàng của các em hoặc sếp của các em chính là cô giáo đó. Quăng ra cho tụi em một cái đề. Ví dụ như đề: làm sao để cho năm học 2021 Văn Lang trở thành top, ví dụ như là top 3 các cái trường đại học được lựa chọn, nhất là chuyên ngành marketing. Chuyên ngành marketing của Văn Lang phải là top 3 vào năm 2021. Đó, bạn em hiểu quăng xuống cái đề đó. Thì rồi marketing nhảy vô. Thì có phải là cái yêu cầu ở đây là nó sẽ có các yêu cầu sau hơn đúng không? Yêu cầu đầu tiên là phải reach được top 3 nè. Cái thứ ba là cái phạm vi á, là ở Việt Nam nè. Và cái giới hạn về mặt thời gian là năm 2021 nè. Đó là những cái dữ kiện khách hàng đưa cho các em. Thì bây giờ với tư cách là một người làm digital, tụi em sẽ là một người làm marketing trước, tụi em sẽ phải phân tích ra là để đạt được ba yếu tố đó, giải được cái bài toán ba yếu tố top 3 2021 tại Việt Nam được yêu thích nhất, thì em cần những cái gì? Đối với những cái yếu tố cần đó em phải liệt kê ra. Cần thì khi mà em liệt kê ra được những cái yếu tố cần thì bây giờ tới phương tiện nào sẽ biến cái yếu tố mà em cần có đó thành sự thật. Thì lúc này em bắt đầu em chọn phương tiện để thực hiện. Marketing truyền thống không? Có chứ, mình phải xuống các cái trường, mình định hướng nghề nghiệp là marketing truyền thống. Bây giờ ai cũng lên online, 74 triệu người Việt Nam sử dụng online rồi. Mình phải bắn tin lên online, rồi ok, digital marketing. Mình sẽ phải mở những cái ngày hội tuyển sinh, ngày hội tư vấn, là đi tới nơi về tới chốn, làm hướng dẫn các kiểu các cái, hoặc là làm những cái family day, invite mọi người tới trường để có một cái giống như là trải nghiệm cái campus mình nó như thế nào. Nó là event management. Thì digital marketing cũng được, event management cũng được. Đó là những phương tiện để biến cái concept, biến cái đề bài của tụi em thành sự thật. Đó, thì tùy theo mỗi cái công việc cụ thể mà mình sẽ biết mình chọn phương tiện nào. Bây giờ là bắt đầu là làm cái gì để kiếm cơm. Thì đối với cái phần mà về digital marketing á, thì nó sẽ rất phù hợp với những bạn thích số. Chị báo trước là thích số nha. Tại bởi vì digital để mà tụi em đưa ra được bất kỳ một cái kế hoạch hoặc là một cái chiến lược, một cái cách thực hiện nào, nó đều phải dựa trên cái việc phân tích số. Đầu vô của tụi em là bao nhiêu? Đầu vô có thể là ở ví dụ như là lượng like, lượng tương tác, lượng share, hoặc là từ những cái phân tích, từ những cái survey, thông qua cái research methods, tụi em có số. Từ cái số đó tụi em sẽ qua các cái phễu lọc khác nhau để biết cái bước tiếp theo là gì. Phải phân tích ra được cái tỷ lệ chuyển đổi bao nhiêu là cái số đẹp. Đó, thì nói chung là ai thích chơi với số thì rất phù hợp với digital marketing. Và khi chơi với số cộng thêm là đầu óc nó bay bay một tí đó, thích sáng tạo một tí đó, thì mình sẽ vẽ ra được rất là nhiều cái plan khác nhau. Đó, nhưng mà nhớ nha, phải thích số, chứ mà cái chỗ cứ nhìn vô số mà chóng mặt rồi là không phù hợp làm digital marketing đâu. Còn đối với cái phần mảng mà về event management thì nó sẽ phù hợp với những cái bạn detailing. Detailing ở đây là gì? Tức là để chị kể một cái ví dụ cụ thể, chị ví dụ như là đối với những cái project mà chị làm ha, để mà chị mở được một cái ví dụ như là một cái livestream tương tự như thế này. Đầu tiên là chị sẽ phải có script, có lên danh sách khách mời. Lên danh sách khách mời thì nó sẽ đi kèm theo ai sẽ mời khách, ai follow khách, ai lấy lại những cái câu trả lời từ khách, làm sao mà dí khách đi theo đúng cái timeline của mình. Rồi bộ phận kỹ thuật, bao nhiêu người, ngày nào làm, thuê bao nhiêu, thuê của ai, báo giá đâu. Rồi lên cái việc là ai là host của cái chương trình này, host cần nói cái gì, không được nói cái gì, nói trong vòng bao nhiêu phút. Tất
cả nó sẽ là step by step, thì thành ra nó cần các em là cái con người detailing để nhìn vô đảm bảo không có sót cái nào. Ví dụ như trời ơi, lên hoành tráng hết luôn, cuối cùng chết mồ quên cục phát wifi rồi sao mà mình có thể livestream được. Hoặc là ví dụ như mình đã lên khách mời là mời khách mời đủ hết rồi, đây chứng kiến rõ ràng luôn, chị mời khách mời, chị làm một cái livestream, chị mời cả nước, chị mời giống như là khách mời của chị là có ở một anh là ở Hải Dương, một rồi ở trong Sài Gòn, rồi mời lên hết trơn rồi luôn, rồi đang live với anh, ảnh mới vừa vô xin chào các bạn một cái nhà ảnh cúp điện thì thành ra là đối với cái việc mà event management, các em phải là con người rất là detailing và phải tập thói quen làm việc trên checklist, bởi vì nếu như không là đôi khi mình miss những cái nó kỳ cục lắm, mình nghĩ là nó như cái móng tay thôi nhưng mà nó lại hiệu ứng bướm bướm đó, nó khiến cho cả một cái event của mình fail. Thì câu nói vui khi mà bên văn phòng chị mà làm ở các cái sự kiện thì nó là vậy nè, khi làm event không bao giờ có bất kỳ một cái event nào hoàn hảo cả, nó sẽ luôn có sự cố, chỉ là sự cố lớn hay nhỏ và cái cách mình xử lý cái sự cố đó là như thế nào. Problem solving đó là luôn ở trong cái tư thế là xử lý sự cố để trời ơi, ta nói hả, ở trong nó bung bét hết trơn luôn, nhưng mà ở ngoài nhìn vô hả, siêu mượt mà. Xong các em sẽ tận hưởng được cái cảm giác đó là mình làm ở trong là mình chỉ muốn gào thét, mình gọi là mình gào thét, mình muốn nhét một vài người vô trong bụng mẹ để xin lại luôn đó. Nhưng mà sau đó ra khách hàng bắt tay, trời ơi, cảm ơn mọi người nha, event thành công quá. Tại vì khách hàng đâu có thấy những cái mớ bài hài ở phía sau. Cũng cảm nghe, đó. Thì thành ra là khi mà để mà tụi em định hướng đề nghề nghiệp thì tụi em sẽ phải xác định được cái giống như là cái characteristic của con người mình là gì. Nếu như mà chị nói thẳng luôn nha, mình là người hay soi mói á, thì nên đi theo cái ngành event management. Tại bởi vì là vô trong đó là mình sẽ soi người khác làm có đúng hay không. Bởi vì sẽ event management em sẽ không bao giờ làm một mình, lúc nào cũng phải xài supplier, ít thì 3-4 bà supplier, nhiều thì cả chục supplier. Thì em phải là một người chịu khó soi, gọi là ám ảnh cưỡng chế một tí, tất cả nó phải đều phải perfect, phải hoàn hảo, thì em là một người sinh ra để làm event management. Còn em là cái người thích số, từ những cái con số đó mà em sẽ hình dung ra được các câu chuyện á, thì em là một người rất là thích hợp cho cái mảng digital marketing đó. Nhưng mà digital marketing á, thì khi mà các em học tập về digital marketing á, thì do hiện giờ mảng gọi là digital marketing thì nó rất là rộng, nó sẽ chia ra nhiều mảng khác nhau. Nó sẽ có những cái mảng nó chuyên chỉ về phân tích số liệu thôi, và nó có những mảng là nó sẽ chuyên về làm việc trên các cái nền tảng khác. Thì khi mà các em đi vô chuyên ngành thì lúc đó mình lại tiếp tục mình lựa. Nhưng mà nói chung là phải thích số trước cái đã. Em đồng ý ạ. Những chia sẻ của chị Rachel từ thực tế của người làm rất là cụ thể, rất là chi tiết. Và bản thân em cũng là làm việc liên quan đến những mảng như vậy, em nghe em rất đồng cảm luôn. Theo anh Khoa thì hai mảng digital marketing và quản trị sự kiện nó đã bao quát được cái thực tế nghề nghiệp của lĩnh vực marketing chưa? Và như anh nói lúc nãy là 10 năm trước khi mà anh học ở trường Văn Lang á, marketing đã hot rồi. Thời điểm này lúc mà công bố thông tin nó tiếp tục hot, em chủ đề ngày hôm nay là không ngừng hot, thì 4-5 năm nữa nó như thế nào? Con đường thăng tiến của một người làm marketing như thế nào? Cảm ơn câu hỏi rất là hay. Thực ra thì nó như thế này. Thực ra thì như hồi nãy thầy Trung có nói, trong cả cái chương trình học này, dù bạn chọn chuyên ngành Digital Marketing hay bạn chọn chuyên ngành Event Management, quản trị sự kiện, thì chúng ta đã học toàn bộ tất cả các cái khối lượng kiến thức liên quan tới một người làm marketing chuyên nghiệp. Bạn hoàn toàn, bạn ra khi mà bạn đạt tới một cái đỉnh của nghề nghiệp, bạn ngồi vị trí CMO và thậm chí CEO vẫn được. Bạn học cả tài chính mà. Đấy, thì cái việc mà chương trình á, thì mình sau khi mình xem qua thì mình thấy và trải nghiệm thực tế, mình thấy nó đã bao hàm toàn bộ những cái mà một người làm marketing chuyên nghiệp cần. Vậy thì có hai chuyên ngành để làm gì? Giống như hồi nãy chị Rachel chị có chia sẻ, thì mỗi một cái phong cách con người của chúng ta, tại vì marketing mình làm đủ thứ nghề hết, mỗi một cái tính cách của chúng ta nó sẽ tạo nên cho chúng ta một cái đam mê, và cái đam mê đó nó khiến cho chúng ta sẽ thích hướng này hơn là hay là thích hướng kia hơn. Ví dụ bạn là một con người chi tiết, bạn chịu lam lũ, bạn chịu là 2-3 giờ sáng bạn còn phải ở field, bạn phải set up, thì bạn chọn event. Còn nếu như bạn muốn ngồi ở văn phòng
bạn muốn ngồi ở văn phòng, bạn phân tích các cái con số để xem là ok, hôm nay số hôm nay rất là đẹp đúng không, nhưng mà ngày mai nó bỗng dưng nó thay đổi thì yếu tố nào khiến nó thay đổi, đúng không? Có phải nội dung mình dở hay không, có phải là do mình chạy quảng cáo target chưa đúng hay không, vân vân và vân vân, thì nó lại là một dành cho một tính cách con người khác. Còn nếu như bạn học digital hay bạn học quản trị sự kiện, bạn liệu bạn có thể làm sales được hay không? Được, mình cam đoan là được. Những người học marketing cùng khóa với mình hiện tại đang ngồi các cái vị trí ví dụ như là giám đốc chi nhánh của ngân hàng, giám đốc của các cái ngân hàng lớn, có những người làm kể cả làm nhân sự. Tại vì sao? Tại vì kiến thức ngành, kiến thức căn bản được trang bị rất tốt và họ có tư duy thì họ sẽ làm được tất cả các nghề. Đấy. Thì có một điểm đặc biệt mà đối với mình là cái ngành marketing nó thú vị và nó đặc biệt ở chỗ là khi mà mình học marketing đó, mình sẽ học được những cái kỹ năng phân tích về tâm lý khách hàng, phân tích về tâm lý đối tượng khán giả mà mình sắp nói chuyện, thì nó sẽ rất là đặc biệt ở chỗ đó. Khi cái này nó đặc biệt cho các bạn trong cả cuộc đời của các bạn. Các bạn đi làm các bạn cũng phải hiểu sếp bạn. Bạn về nhà bạn thậm chí bạn muốn tán tỉnh một cô gái nào đó, bạn cũng phải cần có tìm hiểu được insight của cô đó. Và mình như một người anh, mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nam hay các bạn nữ sau này học marketing á, thực ra mình không sợ ế. Bởi vì chúng ta có khả năng quyến rũ được tất cả các cái đối tượng, miễn là chúng ta tư duy tốt và chúng ta hiểu về insight là gì, thì vào đây học marketing, học về insight thì các bạn sẽ hiểu được tất cả mọi thứ. Còn cái chuyện mà chuyên ngành này nó có bao hàm hết hay không á, thì xin thưa là bao hàm hết. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể ấy được, chúng ta có thể học tốt được. Và còn các bạn muốn bước tới cái đỉnh nào ấy thì phải nỗ lực tự học. Đại học nó chỉ là một cái cung cấp cho các bạn một cái nền tảng thôi. Dạ. Rất là hay ạ. Tư vấn mà em nghĩ là không chỉ trong lĩnh vực marketing áp dụng được trong rất nhiều mảng của đời sống. Dạ. Hiện nay các bạn đã tiếp tục đặt nhiều câu hỏi và em sẽ đọc lần lượt để chúng ta trả lời. Ví dụ như câu hỏi của bạn Trương Nhật Trường và bạn Hằng Loan khá giống nhau, thầy Trung trả lời cho hai bạn. Là bạn Trương Nhật Trường hỏi rằng là trước đây marketing là một chuyên ngành của kinh doanh thương mại, bây giờ khi tách thành một ngành riêng thì sự khác biệt giữa marketing và kinh doanh thương mại của K26, tức là từ khóa này, thì khoa sẽ đào tạo như thế nào? Tương tự bạn Hằng Loan nói là em là K24, như vậy là bạn vào đây là năm 2 rồi, năm sau sẽ bắt đầu chọn chuyên ngành, em đã tự chọn chuyên ngành marketing cho mình từ đầu rồi. Nên cho em hỏi là chương trình học của K24 chuyên ngành marketing với ngành marketing bắt đầu từ K26 có điểm gì khác nhau? Thì như vậy là chắc là anh Trung tư vấn về từ khóa 26 đó mình đào tạo nào? Rồi thì cũng đã chia sẻ với các bạn đó, từ khóa K26 thì các bạn đã tách ra, mình không phải là chuyên ngành mà ngành hẹp của marketing nữa, mà mình là chuyên ngành marketing luôn. Thì định hướng ngay từ ban đầu đó là các em sẽ được học những kiến thức nền tảng và cơ sở. Và đến khoảng gần hết năm 2 thì các bạn đã có luôn kiến thức chuyên ngành. Và thông qua cái chuyện mà hết năm 2 các bạn có kiến thức chuyên ngành rồi đó, là các bạn đã có thể bắt đầu mà đi tham gia gọi là thực tập trong vòng 3 tháng. Thì hết năm 2 và hè năm 2 các bạn học thực tập, đi thực tập đó, thì các bạn sẽ tiếp tục quay lại trường và mình sẽ cố gắng hoàn thành những cái chương trình còn lại trong việc là bổ sung kiến thức nè, cũng như là hoàn tất những cái môn, ví dụ như là những môn kinh tế chính trị hoặc Marx Lenin chẳng hạn, okay, để cho hoàn tất cái nghĩa vụ gọi là anh sẽ phải học xong những môn được yêu cầu bởi Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì cái chương trình hoàn toàn có thể được sắp xếp, mà những sinh viên có cố gắng và có động lực thì các bạn sẽ hoàn tất được chương trình trong 3 năm rưỡi. Thì đây là cái mà nghĩ là với K26 thì nó đang khác biệt với những cái khóa khác. Tuy nhiên thì chương trình cũng mong muốn là sẽ bổ sung thêm những cái hàm lượng, hoặc là mình sẽ cân nhắc những cái hoạt động cho những sinh viên khóa khác mà các bạn cũng có thể được tham gia để nâng cái tầm của mình lên. Okay. Bởi vì sao? Bởi vì mình tách khoa, bởi vì mình tách ngành, mình nâng thành ngành lên, mình tạo ra một cái lợi thế mới cho sinh viên ngành marketing, thì không có lý do gì mình lại phủ bỏ những cái chương trình khác mình đang có. Với ngành kinh doanh thương mại thì các bạn được đi sâu vô hai cái chuyên ngành như thầy đã đề cập đó, là bạn sẽ học về thương mại điện tử và bạn vẫn có một cái chuyên ngành về kinh doanh quốc tế. Thì cái định hướng là gì? Định hướng là các bạn vẫn cứ tiếp tục đi theo như vậy,
Và với K26 thì các bạn cũng đi theo một cái lộ trình là 3 năm rưỡi. Ok, mình sẽ cân nhắc về mình thay đổi để chi, để toàn bộ K26 mình sẽ cố gắng hoàn tất chương trình trong 3 năm rưỡi. Thì đây là một cái mà các bạn cũng nên nên biết. Ok, còn với K24 thì các bạn đang chuẩn bị sẽ làm cái chuyện việc là chuyên ngành. Em sẽ phải chọn hoặc là logistics, hoặc là kinh doanh quốc tế, hoặc là marketing. Thì khi các bạn chọn marketing á, thì trường vẫn đang sử dụng những cái môn trong cái chương trình của K24 cũ. Tuy nhiên một lần nữa cũng có khẳng định là mình sẽ cố gắng đưa thêm những cái hoạt động cho sinh viên, để cho sinh viên vẫn cảm thấy là cái chương trình của mình nó được cải thiện và nó mang những cái tính chất thiết thực hơn cho sinh viên. Thì thầy nói là chương trình đào tạo trong 3 năm rưỡi, thì có bạn Bích Phương, bạn vừa gửi câu hỏi là vì sao marketing chỉ đào tạo 3 năm rưỡi ạ? Như vậy là tụi em sẽ học 3 năm rưỡi là được tốt nghiệp sớm, hay là nửa năm còn lại thì dành để đi thực tập, như vậy là vẫn là 4 năm như các ngành khác? À, rồi, thì cái câu chuyện 3 năm rưỡi này là như thế nào bạn? Ok, chương trình của mình là chương trình 4 năm và có 8 học kỳ. Tuy nhiên thì mình sẽ sắp xếp cái chương trình này lại để tận dụng cái khoảng thời gian hè. Khi mà các bạn tận dụng cái khoảng thời gian hè, các bạn có thể học thêm 3-4 môn trong cái khoảng thời gian hè, và mình đẩy cái trình tự triển khai môn học khác nhau một tí xíu, từ việc là học cơ sở qua những môn chuyên ngành, để sau 2 năm hoàn thành số lượng môn học là mình đã có đủ kiến thức để đi thực tập luôn vào hè của năm thứ 2. Ok, như vậy nói một cách khác là gì, các bạn trong 3 năm rưỡi các bạn cố gắng các bạn học, và các bạn giả sử là mình học rất là tốt, mình không bị rớt môn nào cả, thì mình vẫn hoàn thành toàn bộ cái chương trình và nó sẽ hoàn thành trong 3 năm rưỡi. Bởi vì bây giờ mình đang đào tạo là theo tín chỉ, ok, và việc em tích lũy đủ tín chỉ là em đã tốt nghiệp rồi, chứ không phải là em phải đi theo một cái lộ trình là học kỳ này phải như thế này, học kỳ kia như thế kia. Ok, đủ lượng tín chỉ là mình đã có thể tốt nghiệp ra trường. Nên cái cách sắp xếp ở đây giúp cho các bạn tối ưu hóa cái năng lực mà các bạn đang có. Ok, em là một người rất tốt, ok, em thích ngành marketing, vô học là em đã được học những môn bắt đầu về từ cơ sở lên tới chuyên ngành, và em nghĩ là thật sự là em rất là đam mê cái ngành này. Thì tới năm thứ hai, hết năm thứ hai là bạn đã đi thực tập rồi mà, thì bạn đã được trải nghiệm những cái kinh nghiệm rất thực tế ở doanh nghiệp, là bạn biết là mình cần phải hoàn thiện cái gì và mình cần phải nâng cao những cái gì nữa, ok, để sau khi mình học xong, mình tốt nghiệp ra trường thì mình sẽ có những cái vị trí tốt hơn. Thì đây là cái sự khác biệt, ok. Nếu như vậy thì khóa 26 ngành kinh doanh thương mại á thầy, mình cũng đào tạo 3 năm. Đúng rồi, chính xác. Yeah. Như vậy là kinh doanh thương mại, trong đó có e-commerce, có thương mại điện tử, yeah, có kinh doanh quốc tế, có logistics, ok, cũng sẽ đi theo định hướng 3 năm rưỡi hết. Dạ, yeah, rồi, đây là đúng là một cái định hướng rất là tốt cho các bạn sinh viên của mình. Dạ, yeah. Và một câu hỏi tiếp theo bạn Vivi. Bạn Vivi hỏi câu hỏi cho hai khách mời rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Tức là bạn hỏi về cơ hội nghề nghiệp thôi, tức là chúng ta lại tiếp tục đi vào câu chuyện làm nghề của ngành marketing sau này như thế nào. Và bạn học marketing thì sau khi ra trường bạn tức là cái phạm vi nghề nghiệp của bạn có rộng không? Nếu bạn không vào làm được trong một cái team marketing thì bạn sẽ làm được ở những cái lĩnh vực nào không ạ? Yeah. Ok, chắc chị trả lời trước ha. Dạ, ok. Đáng em sẽ chia sẻ cái góc nhìn của một người học đại học Văn Lang ra và đi xin việc. Chị chia sẻ góc nhìn của một người hồi xưa học không liên quan gì về marketing và cuối cùng làm việc ở trong lĩnh vực này 15 năm. Yeah. Thì về thứ nhất là nếu như mà em học chuyên ngành marketing, hoặc là cho dù em không học chuyên ngành về marketing ha, mà em muốn tìm kiếm cơ hội ở trong lĩnh vực marketing, chị nói trước nó siêu rộng luôn. Nó siêu rộng luôn. Tại bởi vì chỉ cần công ty mà không phải ở cái quy mô mà micro business, hoặc là công ty nhỏ nhỏ mà dưới 10 người ấy, là gần như công ty nào cũng có tối thiểu một nhân viên marketing rồi. Mà nhân viên marketing ở các công ty mà bé bé xinh xinh như vậy thì nó sẽ bị một cái là lương công nhân mà làm việc của siêu nhân, là cái gì cũng phải làm hết. Đó, thì khi mà các em vào làm trong cái ngành marketing ha, thì nó sẽ có các cái hướng đi cho tụi em như thế này. Thứ nhất là chị sẽ nói ở cái góc độ của một người mới ra trường, thì hoặc là các em sẽ làm cái dạng mình dùng một cái từ thân thương là marketing tổng hợp nha, là cái gì cũng làm đó. Cái gì cũng làm, nghe vậy là hiểu rồi ha. Đó, nhưng mà nếu như mà tụi em đủ cứng thì tụi em có thể say no với cái việc bán hàng nha. Tại vì đối với quan điểm của chị thì con nó sẽ hơi khác của khoa một tí. Đúng là
những người làm marketing một khi họ muốn bán hàng, họ bán rất tốt bởi vì họ là cái người hiểu rõ nhất về sản phẩm và cái dịch vụ của bên mình, và cũng như những cái giá trị và những cái mà giống như là nó đánh vào trong cái tâm lý của người dùng. Nếu như họ muốn bán, họ sẽ là người bán tốt nhất. Nhưng không có nghĩa là bạn làm marketing bạn sẽ phải kiêm luôn cái nhiệm vụ đảm bảo doanh số. Đó là nhiệm vụ của sale. Đó, thì nói chung là tụi em cứ cứng lên. Đó, thì marketing tổng hợp là cái gì cũng làm, thì thường nó sẽ bao gồm là ở ví dụ như là nó sẽ có là những cái marketing cho nội bộ công ty, ví dụ như là hoàn thiện lại cái hệ thống branding, cái identify của công ty như thế nào, và những cái mà đưa ra ngoài là bao gồm những cái profile công ty ra sao, xây dựng những cái credential như thế nào, thì đó là ở cái cấp độ sơ khởi. Hoặc là khi mà các em lên được những cái công ty mà nó có cái mức độ phân hóa, thì có thể nó sẽ có chia ra là marketing mà đi theo những cái gọi là activation marketing, thì nó sẽ đi nhiều về những cái mà event management hoặc là những cái hoạt động marketing truyền thống. Và cái thứ hai á, là nó sẽ có nhóm digital marketing, công ty nào sang hơn nữa thì có thêm cái bộ phận mà gọi là communication. Bởi vì cho dù là activation, cho dù là digital hay là cho dù PR đồ các kiểu, nó sẽ là những phương tiện khác nhau để nhằm giải quyết cái mục tiêu truyền thông có mục đích. Đó, thì do đó là lúc đó thì bắt đầu là dựa trên cái characteristic của mình mà mình sẽ bắt đầu. Ok, suốt ngày chỉ muốn ngồi vẽ cho người khác làm thôi, nhảy vô đi làm strategy đi, làm planning đi. Muốn hả, gọi là dùng chữ mà để hù thiên hạ hoặc là để bút ve thiên hạ thì đi vô bên mặt com đi. Tại vì lúc đó là tụi em sẽ phải xài ngôn ngữ nhiều lắm. Nhưng mà trong mặt com á nha, đi về trong về phía media, nếu như mà tụi em mà thích chữ á thì tụi em đi mảng media, làm mảng communication nha. Nhưng mà tụi em mà thích chơi với các cái platform khác nhau á, thì tụi em sẽ đi về mảng media. Tại vì media là suốt ngày em ngồi em chọn em chạy trên kênh nào, hoặc là em chạy trên cái platform nào thôi, em không có được viết gì hết. Còn nếu như mà em chọn communication đó là em suốt ngày em ngồi em viết thôi. Còn nếu như mà đó, những ai đó tỉ mỉ đó, xăm soi đó, đi vô event management ha, thì đó là những cái mảng mà tụi em có thể làm khi mà tụi em gia nhập vào trong cái ngành digital marketing, trong ngành marketing. Nhưng bỗng dưng một ngày nào đó tụi em cảm thấy rằng là ơi, yêu hoài yêu không được, thôi giờ chia tay. Thì khi chia tay á, cái cơ hội nghề nghiệp lớn nhất để mà tụi em có thể nhảy đi á, là tụi em đi làm planning. Tức là làm planning ở đây không nhất thiết là làm planning của marketing nha. Tại khi mà các em vô các cái công ty lớn, hoặc là nhất là những em nào đi theo cái hướng mà quản lý dự án á, thì cái việc làm planning và planning strategy nó là một cái nghề, trời ơi, nó siêu sung sướng luôn. Chị đang làm. Thì khi, tại bởi vì á, khi mà em làm về marketing, em đã có cái background về marketing, em đã hiểu rất rõ về insight, về các cái journey, về các cái behavior và các cái giống như là các cái process nó như thế nào rồi, thì em vô em làm planning phà luôn, không gặp bất kỳ một cái trở ngại nào hết. Mình chỉ giống như là mình chỉ cần bổ sung thêm một số kiến thức để mà ví dụ như là ở trong cái quá trình làm planning nó sẽ có sự gia nhập của những bộ phận không liên quan về marketing. Ví dụ như phải có sự gia nhập của legal để mà cần phải review những cái contracts, những cái document. Hoặc là có sự gia nhập của bộ phận kế toán hoặc bộ phận pháp lý để mà review về những cái thuộc về payment, về chi trả các kiểu các cái. Hoặc là có sự gia nhập của bộ phận operation để khi mà em vẽ ra rồi thì phải có người làm cho em, chứ mình không có tự làm đâu các em, yên tâm đi làm planning là mình không có tự làm cho người khác làm. Thì đó là cái hướng mà giống như là dễ dàng nhất để mà tụi em có thể tách khỏi cái ngành marketing. Thì tụi em có thể làm strategy planning. Và ngoài ra là đối với những cái bạn nào mà ngày xưa đi làm event management mà bây giờ trời ơi cực quá, 2 giờ sáng đi làm rồi 6 giờ sáng vẫn vậy phải cày tiếp á, thì tụi em có thể chuyển qua làm operation. Làm operation là nó sẽ là thuộc dạng gọi là quản lý vận hành. Thì lúc đó mình vẫn phải theo dõi step by step, vẫn bên này bên kia, nhưng mà mình không có phải trực tiếp làm nữa, mình toàn kêu, mình chỉ cần follow thôi. Hey, cái này production house chỉ cần 2 giờ có chưa? Chưa có ha, tại sao chưa có phương án thay thế đâu? Tức là lúc này là mình chỉ dí người ta thôi. Đó, thì đó là các cái phần mà các cái ngành gần gũi nhất để mà khi các em nhảy ra khỏi mảng marketing.
Đó, ngoài ra thì đối với những cái em nào mà khả năng sáng tạo cao á nha, các em có thể đi vô một cái ngành ngách của marketing. Là ví dụ em nào mà thích ngôn ngữ á, mà không thích viết dài á, chị ơi em không thể nào viết được bài văn 8 triệu chữ, em chỉ muốn viết 8 chữ thôi, đi làm copywriter đi em. Còn ai mà trời ơi em không có thích dùng chữ, em thích dùng hình ảnh để minh họa cho cái ý tưởng của em thôi, đi làm artist đi em. Artist thì nó sẽ có, hoặc là designer, hoặc là lên cao cấp hơn thì mình sẽ có creator director. Thì nó cũng là những cái ngành rất là hẹp, nhưng mà tại thật sự những cái ngành hẹp đó đòi hỏi phải có tài năng, ví dụ như là phải biết vẽ, hoặc là phải ít nhất là cái tư duy và cái bố cục đồ nó phải tốt, hoặc là tư duy và ngôn ngữ nó tốt, thì cái này chắc là không có áp dụng rộng rãi được. Thì đó, marketing mà không muốn làm nữa thì đi làm planning đi, hoặc là đi làm operation, đảm bảo luôn như cá gặp nước. Dạ, con anh Phạm, con được coi như thế nào? Mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện nó khá là thực tế về việc một sinh viên trường đại học Văn Lang khoa kinh doanh thương mại học chuyên ngành marketing đi ra trường vất vả như thế nào. Nó đã từng vất vả như thế nào, và sau khi mà mình xem cái chương trình này thì mình quyết tâm là mình xin để được nói cái câu chuyện này. Đầu tiên ấy, ngày đầu tiên mình đi ra trường, mình chỉ có trong đầu một chữ thôi: tìm công việc liên quan tới chữ vị trí là nhân viên marketing. Sau đó mình bằng kỹ năng. Thời điểm đấy thì thực ra là các bạn biết là trong quá trình chúng ta học ấy, thì chúng ta sẽ có những cái bài thuyết trình. Hồi xưa thường là mình solo hết, và các bạn khác là ăn điểm của mình, ăn điểm từ mình. Mình nghĩ là khả năng mình rất giỏi, mình sẽ xin vào một công ty lớn, sau đó mình phỏng vấn và đậu thật. Lúc đó sự ảo tưởng sức mạnh nó lên rất cao. Sau khi mình làm một năm ở vị trí nhân viên marketing của một big corporate, một công ty rất to về bất động sản, thì sau một năm mình phát hiện là mình bị ngu đi, mình bị ngu dần. Lý do nó không phải do cái công ty đó làm cho mình ngu đi, mà do mình bị ảo tưởng sức mạnh, và mình dần dần mình bị yếu đi, mình không trang bị thêm kiến thức marketing. Mình giỏi đó. Mình không trang bị thêm kiến thức marketing. Sau đó cũng may là tỉnh giấc kịp, mình quyết định mình xin nghỉ ở đó. Mình bắt đầu vào làm một production house, công ty sản xuất. Như các bạn đang thấy các livestream này, mình đã từng ngồi các cái vị trí về âm thanh, quay phim. Mình làm sáng tạo MV, mình làm MV cho Hồ Ngọc Hà, mình làm các cái TVC. Mình đã làm rất nhiều các cái vị trí liên quan tới sáng tạo như vậy, để mình trải nghiệm con người của mình. Nhưng mà các bạn an tâm là sau khi các bạn vào cái chương trình này á, thì các bạn sẽ được trải nghiệm thật. Để không phải như mình ngày xưa nữa, mình phải đi trải nghiệm lại. Sau khi mình trải nghiệm xong, mình lại bị ảo tưởng sức mạnh lần hai. Có nghĩa là tất cả các cái setup đèn, tất cả các cái quay, các cái cách làm MV, báo giá, một cây đèn này tính tiền khách bao nhiêu, quay phim thì trả tiền khách bao nhiêu, tất cả mấy cái đó mình biết hết rồi. Mình ra mình mở một cái công ty sản xuất. Wow. Và các bạn biết, các bạn thấy của mình ốm ốm không? Mình đã trải qua 9 tháng một ngày ăn một bữa cơm. Sau khi trải qua 9 tháng một ngày ăn một bữa cơm, mình tỉnh giấc lần hai. Mình nói không được, tôi đi học marketing, tôi phải đi làm marketing. Thì sau đó, trong suốt 9 tháng đó, mình cũng lại nghiên cứu lại về marketing. Sau khi mình nghiên cứu lại về marketing thì mình phát hiện là trên thị trường bây giờ nó có digital marketing. Mình vừa tự học, mình vừa bắt đầu đi apply phỏng vấn. Rào cản thứ hai mà mình gặp đó là mình chủ quan, mình không trang bị kiến thức tiếng Anh. Toàn bộ các cái vị trí đó đa phần vào phỏng vấn bằng tiếng Anh và mình rớt hoài. Cho đến khi mình phỏng vấn đậu một công ty, các bạn biết câu đầu tiên người ta vào người ta hỏi gì không? Trong vòng vị trí đó là vị trí social media specialist. Câu đầu tiên người ta hỏi là trong vòng một từ mô tả với em đi. Nếu như chúng ta dùng tính từ thì fail rồi. Lúc đó tôi dùng một danh từ là sầu riêng. Có nghĩa là tôi có một bề ngoài không có được đẹp. Nhưng mà ai thích thì rất là thích, còn ai ghét sẽ rất là ghét. Và lần đó là cuộc đời mình bắt đầu thay đổi, mình đi vào con đường làm communication marketing chuyên nghiệp. Các khách hàng mình làm là Viettel, Dr. Thanh, Vietnam Airlines, Masan, vân vân. Thì sau suốt khoảng thời gian đó thì bắt đầu mình có một cái định hướng rõ ràng hơn về sự nghiệp. Vậy thì suốt khoảng thời gian nãy giờ chúng ta kể nó mất mấy năm? Nó mất 4 năm. Vậy thì sao? Vậy thì nếu như ngày hôm nay các bạn được nghe cái câu chuyện này,
và các bạn thấy là cái con đường nó gian truân như vậy thì thật ra bây giờ thì sau khi xem chương trình thì mình cảm thấy an tâm rồi, tại vì bây giờ nó đỡ. Bây giờ chúng ta nhìn vào, chúng ta biết được định hướng của chúng ta ngay từ cái thời điểm chúng ta đi học rồi. Nó không có phải gian truân như ngày xưa. Ngày xưa sau khi học xong thì mọi người ra trường đều, đó như mình có chia sẻ, bạn mình bây giờ làm giám đốc ngân hàng. Lý do là tại sao? Bởi vì bạn kiên định đi một con đường tôi làm ngân hàng thôi. Bạn học marketing nhưng mà bạn chỉ đi làm ngân hàng thôi. Và nhiều khi số phận đưa đẩy bạn, bạn không xin được việc marketing, bạn vào làm ngân hàng. Thì cái con đường của bạn như vậy. Và sau khi mình bước vào cái mà mình cho là nó phù hợp với nghề nghiệp nhất của mình á, thì bắt đầu mình đạt được thành tựu. Và khi mình đạt được thành tựu thì mình được mức lương nhảy rất nhanh nha các bạn. Mức lương khi mà bạn được thành tựu rồi nó nhảy rất nhanh. Trong vòng 1 năm bạn có thể nhân 2, nhân 3 lương nếu như bạn chứng minh được khả năng. Nếu mà bạn bước vào cái ngành này, nhân 2, nhân 3 lương. Và nếu như các bạn ra trường ở những cái vị trí mà ở các công ty mà về marketing thì các bạn hình dung là nếu như chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta biết chúng ta muốn gì, chúng ta cần học gì và chúng ta đóng góp được gì á, thì mức lương nó trong vòng 2 năm mà lên 1.000 đô là nó bình thường lắm. Nó rất bình thường, nó không có khó đâu. Nó không hề khó. Nên các bạn cứ an tâm về chuyện là ngành này ra trường có việc làm hay không có, quan trọng là tư duy bạn như thế nào thôi. Vậy thì bạn có hình dung là một người trải qua 4 năm vất vả như vậy như mình, mà sinh viên của mình, những người mà mình đào tạo bây giờ có cả người Pháp, có cả người Anh, mình vẫn đào tạo được cho họ. Mình đào tạo được cho cả các cái CMO của các cái tập đoàn lớn của nước ngoài. Thì mình nghĩ là quan trọng là chúng ta tìm được cái mà chúng ta đam mê, và chúng ta chịu khó tìm tòi, chúng ta chịu khó học hỏi, thì xuất phát điểm như thế nào nó không quan trọng nữa. Vậy căn bản khi mà bạn chọn ngành marketing rồi, được đào tạo rõ ràng, được đào tạo chỉnh chu bài bản như chỗ của thầy Trung đang plan cho các bạn, thì các bạn cứ an tâm về cái chuyện mà đầu ra đi. Bây giờ quan trọng là bạn là ai, bạn muốn gì, và bạn sau này bạn muốn đạt được như thế nào thôi. Còn nếu bạn không cố gắng thì thầy Trung chắc cũng bó tay. Không, thật sự chị rất là đồng ý với Khoa ở cái vấn đề mà việc được đào tạo bài bản, nó là một cái lợi thế cực lớn khi làm việc trong ngành marketing. Bởi vì giống như nhìn từ cái góc độ của chị xuất thân là chị học ngôn ngữ, tại bởi vì quan điểm ngày xưa thực sự nó rất là khờ dại và ngây thơ ở chỗ rằng là thích cái gì thì học cái đó, mình cảm thấy mình thích đi học là phải thích. Đó, thì chị học ngôn ngữ. Và chị học ngôn ngữ năm thứ nhất xong tới năm thứ hai, chị nói thiệt luôn là hồi xưa chị học sư phạm đó. Chị học năm thứ nhất xong rồi chị nghĩ rồi chết mồ rồi, không đi dạy được rồi, cái tính này là không đi dạy được rồi. Ok, bây giờ là phải đi làm. Và cái việc của việc trái chuyên ngành khi mà đi làm, nó bắt buộc là cái thời gian, thay vì những cái thời gian mà lên thư viện để học, tự học để mà trau dồi cái kiến thức, chị phải lúc đó gọi là xin đi thực tập không lương, xin đi học nghề, dùng từ học nghề thì đúng hơn, học nghề không lương để người ta chịu dạy mình, bởi vì những cái kiến thức đó bây giờ mình không đi học được nữa. Đó, và mình sẽ phải mày mò trở, có những cái ví dụ như tới khi mình phát hiện ra cái chân lý của cái customer journey. U trời ơi, cảm phải giác giống như là phát hiện ra châu Mỹ vậy đó. Nhưng mà trời ơi, tới khi mà đọc sách lại câu trời ơi, người ta phát hiện ra từ năm 1800 hồi đó rồi, tôi buồn ghê luôn á. Và sinh viên chuyên ngành chỉ cần học trong 2 tiếng đồng hồ. Chị phải học trong vòng 1 năm. Chúng ta rất mất thời gian cho cái chuyện mà chúng và ta phải rất tự rất mất thời gian luôn. Và có những công việc chị nhớ hoài, trời ơi, trường kỳ đi apply những công việc trong mơ đây. Và có những lúc mình bị fail không phải bởi vì kinh nghiệm mình không có nha, mà chỉ đơn giản rằng là người ta refer cái người ở vị trí đó phải từ chuyên ngành đó đi ra. Bởi vì sao? Đỡ mất công đào tạo. Đỡ mất công đào tạo, nói thẳng luôn, đỡ mất công đào tạo. Và lúc mà, tại vì thường thói quen của chị mà khi mà chị không có nhận được offer thì chị sẽ hỏi là có thể cho mình biết cái lý do vì sao không, thì cũng sẽ có rất là nhiều nhân sự họ thẳng thắn họ chia sẻ luôn, ok, background của bạn ổn, cái quá trình làm việc của bạn ổn, bạn offer cái mức lương vẫn trong cái khả năng chấp nhận của bên mình, nhưng mà bên mình có ứng viên tốt hơn, tại bởi vì cái background của họ đã được đào tạo chuyên ngành và bài bản rồi. Thành ra là chị nói thiệt, một trong những cái điều mà khiến cho chị sau này khi mà chị học lên thạc sĩ, chị phải học chuyển đổi thấy mò luôn, nhưng mà chị vẫn phải dí theo bên cái mảng là media communication, bởi vì kiến thức nền tảng, nhất là kiến thức ở trong trường đại học thời điểm bây giờ nha, nó cực
kỳ tốt cho tụi em. Khi tụi em ra ngoài, tụi em đi làm, tụi em sẽ phát hiện được là như vậy nè. Kinh nghiệm là bài học được rút ra sau những lần thất bại. Thành công không rút ra được cái gì đâu, nhưng mà thất bại, bị fail, bị sếp chửi sắp mặt luôn là sẽ rút ra được rất là nhiều cái bài học. Và kinh nghiệm ở công ty này hoàn toàn không áp dụng được ở công ty khác. Cái tụi em đem đi từ công ty này qua công ty khác chỉ có cái thứ nhất, khả năng thích ứng. Em thích ứng được với môi trường càng nhanh, em làm việc càng hiệu quả. Cái thứ hai, những kiến thức nền em đúc rút ra trong cái quá trình em đã học ở đại học, đã học ở nhà trường, hoặc là em học từ những cái cây đắng của mình đó, em đem qua. Cái em đem đi được là kiến thức. Do đó 3 năm rưỡi đại học cũng được, 4 năm cũng được, bao nhiêu năm cũng được, cố gắng học càng nhiều càng tốt. Hãy học theo kiểu, đối với những cái kiến thức của thầy cô dạy, đừng bao giờ nghĩ rằng nó là vô dụng. Tụi em hãy áp dụng nó vào một công việc đi, cho dù tụi em chưa có việc làm, đúng không? Tụi em tự, giống như là tụi em tự lên một cái kế hoạch đi, và tụi em thử ứng dụng những cái kiến thức đó vào. Tụi em sẽ thấy rằng là đối với cái kiến thức này, nó giúp em rút ngắn được những cái quá trình như thế này. Nhưng tại sao ở cái step này nó chưa lý giải được, thì em nốt lại, em có thể tìm kiếm ngược lại ở trong các cái phần kiến thức nâng cao xem nó có giải thích hay không. Hoặc là nếu không có thì em hãy đi tìm mình tự học. Học đại học là nghiên cứu nha, chứ không phải là thầy cô dạy cái gì rồi mình biết cái đó đâu. Dạy cái gì biết cái đó là thầy không, cô chỉ không phải học thuộc lòng đâu. Dẫn dắt thôi. Thì thành ra là học đại học là nghiên cứu. Kiến thức của em không ai lấy đi được. Em muốn có nhiều em phải tự nghiên cứu. Và những cái đó nó sẽ là lương của tụi em sau này đó. Chị nói thẳng luôn, nó là lương của tụi em sau này nha. Em cảm ơn chị Rachel và cảm ơn anh Khoa. Thật sự những chia sẻ của chị nãy giờ em đọc comment của các bạn thì em thấy là đã truyền cảm hứng cho các bạn rất nhiều. Các bạn bắt đầu có những câu hỏi rất là chi tiết. Nhưng mà có lẽ là tại vì cả hai anh chị đều đang nói đến câu chuyện được đào tạo bài bản trong trường đại học, cho nên mình bắt sang cái câu chuyện về đào tạo một chút. Thì em xin phép anh Trung tư vấn thêm. Tại vì chúng ta đang nói về câu chuyện về marketing nhưng nó nằm trong khoa kinh doanh thương mại, thì cũng có nhiều một số bạn đặt những câu hỏi về vậy. Thì em thấy có thêm cái định hướng về thương mại điện tử này chẳng hạn như vậy, hoặc là logistics bây giờ thì nó sẽ có thay đổi như thế nào, thì có lẽ là mình cũng dành một chút thời lượng để mình tư vấn cho các bạn về chuyện đào tạo về những cái ngành và chuyên ngành này. Thì đối với lại kinh doanh thương mại đó, thì lúc trước là mình chỉ đang có mỗi là kinh doanh quốc tế thôi. Thì cái xu hướng như các em hiểu là bây giờ mọi cái hoạt động thông qua cái Covid này em thấy rất rõ nè. Mọi người bây giờ là chỉ có ở nhà. Thì bây giờ khi mà mình ngồi ở nhà như vậy, làm sao mình có thể tiếp cận được đến những thứ mình đang mong muốn, mình đang có nhu cầu trong xã hội. Thì rõ ràng thương mại điện tử đang là thứ đáp ứng rất rõ ràng việc này. Và cái xu hướng về thương mại điện tử em cũng thấy rất rõ là trong khoảng 5 năm nữa thì riêng ở thị trường Việt Nam thì con số doanh thu về phát triển của thương mại điện tử nó lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Như vậy thì cái việc mà sinh viên học ngành thương mại thì nên chăng phải hiểu được là thương mại điện tử nó là như thế nào, nên khoa sẽ nên khoa đã định hướng để mà đẩy luôn cho sinh viên K26 em có thể chọn sâu vô trong cái ngành của em, là tôi bây giờ em muốn tìm hiểu về thương mại điện tử thì tôi sẽ học cái gì và tôi sẽ có được những cái lợi ích gì khi mà tôi học cái thương mại điện tử. Thì đây là một cái điểm sáng mới nữa đối với lại cái ngành kinh doanh thương mại. Ngoài ra thì với logistics thì các bạn cũng thấy thông qua cái dịch Covid này nó đang có rất là nhiều thứ mà mình cần phải nhìn lại. Mà một trong những cái bức tranh đó là gì, là cái việc dịch chuyển về logistics và supply chain nó đang xảy ra toàn cầu. Ok, bây giờ là các nơi trên thế giới bây giờ làm sao họ tận dụng được cái việc dịch chuyển này, thì em thấy là Việt Nam đang là một cái thị trường mà mình sẽ thu hút được cái việc đầu tư của nước ngoài thông qua những dây chuyền sản xuất. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam mình vẫn đang có lợi thế cạnh tranh về lao động giá rẻ, nên cái việc dịch chuyển này là dịch chuyển sớm muộn, và nhu cầu thực tế ở Việt Nam đang rất lớn. Thì khoa kinh doanh thương mại đang trong lộ trình để nâng nó thành một ngành luôn, chứ không phải là thành chuyên ngành nữa. Như vậy là sau này các bạn sẽ có cái ngành gọi là ngành Logistics và Supply Chain Management, chứ không phải là một chuyên ngành hẹp ở trong kinh doanh thương mại. Thì đây là một cái bước tiến khoa đang chuẩn bị để mà mình có thể xúc tiến mình tách ngành, nâng lên thành một cái ngành cho các em. Thì đây là cái định hướng mà khoa đang thay đổi. Có một cái bức tranh rất là tổng quát rồi về định hướng đào tạo ngành kinh doanh thương mại và ngành
marketing. Quay trở lại về câu chuyện lúc nãy mà các anh chị truyền cảm hứng cho các bạn á, thì tại vì em muốn là cho nó dứt cái mạch về về chương trình đào tạo, chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này. Bạn Lê My có đặt câu hỏi là: dạ em chào các anh chị, theo như chị Rachel Đoàn nói thì người làm digital marketing là những người yêu thích số. Vậy cho em hỏi, nếu em yêu thích và định hướng theo trade marketing, dạ, thì em cần những tố chất nào? Và em hỏi là sau khi em học ngành marketing tại trường thì em có thể làm việc hết ở những vị trí này như digital marketing, trade marketing hay brand marketing, phải không ạ? Thì thứ nhất là chị cảm ơn câu hỏi của My. Về làm trade marketing thì thực sự luôn chị chia sẻ là hiện giờ để mà có thể làm được trade marketing đúng nghĩa, tại Việt Nam thì các công ty nó gần như là nó miss rồi, nó miss các cái vị trí giữa digital và trade marketing luôn. Thành ra là nếu muốn làm đúng nghĩa thì gần như là mình sẽ phải tìm những cái công ty size vừa và size lớn thì nó mới có những cái vị trí này. Đúng nghĩa nha, đúng nghĩa nha. Đó, thì khi làm đối với ở những cái vị trí này thì cái tố chất đầu tiên mà một người cần là em phải có cái tư duy logic. Và thứ hai là em phải có một cái đầu lạnh. Tại sao lại phải có, ở đây chị gọi là cái đầu lạnh? Đó là tại bởi vì đối với trade marketing nó thực sự cũng từ số liệu mà ra. Nhưng mà số liệu đó nó không phải là số liệu từ các cái môi trường online đưa xuống thôi. Em vẫn phải phân tích và đưa ra phán đoán. Do đó, từ cái bước phân tích và đưa ra phán đoán dựa trên những cái kết quả mà của cái việc mà research methods nó đưa về cho em á, thì nếu như em không đủ lạnh, em sẽ bị cái cảm giác cá nhân nó lấp mất cái câu chuyện thực sự đằng sau cái kế hoạch của em. Đó. Về trade marketing hiện giờ khi mà đi thì nó, tại vì chị cũng xin lỗi là lâu lắm rồi chị không có làm thuần về cái này, cho nên là kiến thức của chị nó có thể nó ngừng ở 4 năm trước đó. Có gì update thêm ha. Thì nhưng mà nói chung là khi mà các em làm trade marketing ở bây giờ thì nó sẽ bao gồm, thường nó sẽ là, nếu như làm hơn nha, được làm ở công ty siêu giàu không có gì ngoài tiền nha, thì trade marketing thường sẽ đập tiền vào, thứ nhất là những cái above the line, ví dụ như là quảng cáo TV nè, ôi trời ơi, một giây mấy trăm triệu đó. quảng cáo trên các cái báo chí, các cái tạp chí magazine, để mà nó có thể tạo cái awareness và có thể tạo được cái build cái trust, cái reputation. Bởi vì chỉ cần như vậy thôi, thấy cái nào mà quảng cáo được trên TV hoặc là trên báo là cái câu đầu tiên là mình trong đầu mình đã nghĩ là có tiền. Là mình sẽ build trust được là cái công ty này ít ra là nó có nội lực, nó có tiền. Hoặc là sẽ đi những cái below the line như là billboard, rồi những cái quảng cáo ở ngoài trời các kiểu các cái, hoặc là POS ở tại các cái điểm bán hàng, hoặc là những cái activation tại các điểm bán hàng. Thì nhưng mà khi mà đi liên quan tới cái below the line và những cái activation tại điểm bán hàng thì nó lại mò về cái phần mà event management. Đó, thì thành ra là để mà có thể làm thuần trade marketing á, thực sự là bây giờ ở thị trường Việt Nam nó khá là ít. Bởi vì khi mà em làm nó sẽ phải miss, nó miss lại. Do khi mà em làm về trade marketing á, cái ngân sách nó quá lớn. Trừ khi là đúng nghĩa là mình ở, chỉ ví dụ như là mình ở quê, cái khách hàng mục tiêu của mình chỉ có một cái nhóm đó. Mình có thể là ví dụ như là chỉ cần bán siro đá bào cho học sinh ở cái trường đó thôi. Rồi ok, tới tận trường phát sampling hoặc là phát tờ rơi là đủ rồi. Thì nó lại là ở một cái quy mô khác. Đó, thì do đó là khi mà em muốn làm về marketing á, thì thật sự á, cái câu chuyện của chị là chị đề xuất là em nên trải nghiệm tất cả. Cái việc trải nghiệm này nó sẽ mang lại cho em rất là nhiều cảm xúc khác nhau, và em biết, em sẽ hiểu được em muốn gắn bó lâu dài với cái nào. Đó, thì nếu như mà lúc nãy em có nói với chị là trade marketing, digital marketing và brand marketing, em đi cái nào bây giờ, em ôm ai bây giờ, em ôm brand đi. Tại vì brand thế nào cũng có cả trade và lẫn digital. Đó. Còn thì khi mà em đi mà em ôm brand như vậy thì em sẽ có hai lựa chọn nha. Một cái lựa chọn hoặc là em sẽ gọi là, mình sẽ gọi là làm in-house, là mình làm ở các công ty, các cái nhãn hàng mình làm đó luôn, là mình làm in-house. Thì mình chỉ, cuộc đời mình là chỉ có một tình yêu thôi đó. Nhiều khi yêu lộn người đáng chịu. Còn cái thứ hai mà ai đa tình muốn yêu nhiều thì đi vô các agency ha. Thì sẽ có rất là nhiều brand khác nhau.
Thì lúc mà khi đó thì em sẽ lựa chọn các cái agency, bởi vì mỗi agency thì họ sẽ có một cái nhóm khách hàng ruột. Ví dụ như ai thích FMCG hoặc là ai thích những cái sản phẩm bên technical, high tech đồ, thì tụi em cứ lựa các cái agency mà chuyên môn làm cho những cái nhãn hàng đó, tụi em nhào vô. Và cái cơ hội tụi em sẽ làm được làm nhiều hơn rất là nhiều. Còn nếu mà muốn trải nghiệm cả trade, cả digital, cả activation, các kiểu các cái thì đi ôm brand marketing là đảm bảo là không sót ai hết. Dạ rồi, Lê My, chắc là em phải bạn với câu trả lời của chị Rachel rồi phải không? Đúng không? Và câu tiếp theo là của bạn Annie ạ. Cho anh lại Minh Khoa. Em rất tâm đắc với câu nói của anh Minh Khoa vừa rồi về bệnh ảo tưởng sức mạnh của người trẻ. Em muốn hỏi anh về kinh nghiệm khi học trên ghế nhà trường, thì sinh viên marketing nên học thêm khóa đào tạo nào, làm thêm lĩnh vực gì để sớm va chạm thực tế mà vẫn đảm bảo được việc học nhưng mà lại tăng được nội lực sau khi ra trường để trở thành sầu riêng như anh vậy đó. Thực ra thì có một cái chia sẻ như thế này là các bạn do bản thân anh cũng có đi đào tạo một số cái trường đại học, thì có một cái thực tế như thế này là các bạn đừng nghĩ quá nhiều về chuyện là những cái khóa đào tạo bên ngoài, đừng nghĩ quá nhiều, bởi vì hiện tại các bạn chưa biết các bạn muốn gì đâu, cách tốt nhất là chúng ta hãy thật sự tập trung trong chuyện học ở trường đại học. Chúng ta phải học thật tốt, bởi vì những kiến thức ở đó không thầy dạy xong, các bạn về các bạn nghiên cứu nó còn rẻ một đống thứ khác. Nên do đó bạn hoàn toàn bạn có ông thầy, mà ông thầy ông cũng sẽ không bao giờ từ chối khi mà bạn đặt những cái câu hỏi. Nên đừng quan tâm tới những khóa đào tạo cho đến khi bạn ra trường rồi. Khi bạn ra trường rồi thì bạn sẽ bắt đầu có những cái tìm tòi nhiều hơn khi mà va chạm công việc thực tế. Lúc đó hãy dành buổi tối để mà đi học thêm, cuối tuần để đi học thêm, tham gia những cái workshop để mở mang thêm kiến thức của mình, bởi vì lúc đó bạn biết mình cần gì rồi. Còn bây giờ nếu như anh nói cho bạn nghe là về cái chuyện là em nên học khóa này, em nên học khóa kia, sorry anh không nói được, bởi vì anh chưa tiếp xúc bạn và anh không biết bạn là một cái con người sẽ phù hợp với thể loại nào, nên nó sẽ rất khó. Nên do đó thì thứ nhất, điều quan trọng nhất là về chuyện học, chúng ta phải hết sức tập trung. Ví dụ như bạn chọn cái chuyên ngành digital marketing á, thì nó có một cái điểm đặc biệt như thế này là ngày hôm nay ông thầy dạy nhiều khi ngày mai nó lỗi thời rồi, bởi vì nó grow rất là nhanh. Cái digital marketing nó grow rất là nhanh, nên do đó khi mà ông thầy dạy xong, bạn phải tiếp tục giữ cái căn bản, cái fundamental đó để bạn tiếp tục bạn nghiên cứu thêm. Ngày hôm nay ví dụ ông thầy dạy về các bạn về media, digital media, display advertising đi chẳng hạn, cách đây năm trước, cách đây chừng 2 năm đi, thì programmatic ads nó là một cái gì đó nó rất là hay, nó rất là hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ người ta qua tới AI programmatic ads rồi. Vậy thì cái AI programmatic ads, ngay cả ông thầy nếu như ông chỉ đi dạy không, ông chỉ đi dạy không và ông không làm thực tế, ông cũng không biết cái đó. Bạn phải là người chủ động nghiên cứu cái đó. Nên do đó thì sao? Do đó thì khi mà bạn chọn chuyên ngành digital hay bạn chọn cái gì cũng vậy, bạn phải chủ động, bạn tự học thêm dựa trên những kiến thức nền tảng của ông thầy. Đừng quan tâm tới những khóa đào tạo bên ngoài. Việc bạn giải bài tập cho ông thầy một cách nó bài bản, nó đàng hoàng là nó đã là một cái mà bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công rồi. Cho chị bổ sung một chút xíu nha. Chị hoàn toàn đồng ý với Khoa về cái việc đang đi học, tận dụng cơ hội, học đi em, đừng đi làm. Thật sự, nếu như muốn đi làm đợi tới kỳ thực tập hẳn đi, bởi vì lúc đó mình sẽ không bị vướng bận gì hết. Còn đang thời gian học, cứ học đi. Và để làm sao mà có thể trau dồi và biến được những cái kiến thức của thầy thành của mình, thì chị có một cái tip đối với tụi em như thế này ha. Hãy tưởng tượng mình là một sản phẩm. Sản phẩm tiềm năng sẽ bán vào 3 năm rưỡi nữa, ví dụ như là 2 năm, 3 năm rưỡi nữa cho công ty trong mơ mà mình muốn. Em đã có được những kiến thức về marketing rồi, bản thân em là sản phẩm, em cần bán thân nè. Em hãy làm, vận dụng tất cả các kiến thức đó để biến con người em, làm sao khi mà em đem thân em đi bán cho nhân sự và nhân sự đã thấy rằng đây là một cái nên mua, mua ngay, không mua thì đứa khác nó hốt mất. Thật sự luôn. Thì lúc đó chị ví dụ như trong cái quá trình tụi em học đúng không, tụi em sẽ được học về ví dụ như là branding, áp dụng vô làm sao làm personal branding. Tôi chỉ là một sinh viên, làm sao tôi làm personal branding được?
hoàn toàn được. Ví dụ như là thông qua ví dụ social network, đúng không? Em muốn build cái characteristic của em là gì? Em muốn build characteristic của em là một người rất là chững chạc, rất là trưởng thành, và nó có một tí gì đó sáng tạo. Nhưng mà suốt ngày em cứ post hình chibi ở lên đó là chị không có thấy được cái gì mà nó liên quan, nó consistent trong cái việc mà personal branding của em. Hãy biến mình thành một sản phẩm có giá trị, để khi mà mình đưa đi bán cho các cái nhà tuyển dụng đó, là họ sẵn sàng mua luôn. Đó, đừng tốn công đi làm gì hết, mệt lắm. Cứ lấy mình làm sản phẩm để làm cho bản thân mình trước nè. Mình phải bán mình trước cái đã. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nếu như mà thực sự em hỏi là em cần học cái gì để mà có thể đi bơi, đi làm được nó sung sướng, nó thoải mái, thì cá nhân chị nghĩ là em nên cần học hai cái. Mà hai cái này cũng không cần ra ngoài học đâu. Cái thứ nhất là học cái cách làm sao tự nghiên cứu và ứng dụng nha. Nghiên cứu và ứng dụng dựa trên những cái nền tảng đã có. Cái này thì mỗi người có một cách khác nhau, không ai dạy ai được. Nhưng mà phải tự học. Lên đại học rồi là không có ai học giùm mình hết, mình phải tự học. Và cái thứ hai là học cái khả năng thích ứng. Nhất là những bạn nào học về marketing, thay đổi lia lịa luôn. Giống như là bạn nào mà sau này đi làm về marketing mà làm nhiều về phía bên các cái sản phẩm, các cái nền tảng của Google ấy, SEM, SEO tại le đó. Và coi như hả, một năm Google dễ thương lắm. Một năm Google thường là 2 lần update thuật toán, tháng 4 với tháng 10. Năm nào mà vui vui là update 3-4 lần luôn. Trời ơi, nhiều khi mới hôm qua thôi SEO ta đang on top, qua một đêm nó trợt đâu mất tiêu, dòm 100 trang không thấy đâu. Cho nên là mình phải học cái khả năng thích ứng. Thích ứng ở đây bao gồm, thứ nhất là thích ứng với các ý kiến trái chiều. Đi làm không ai làm việc một mình hết, thành ra rằng là mình sẽ phải lắng nghe người khác, các cái ý kiến trái chiều của người khác. Từ đó mình phân tích ý kiến này là trái chiều để cùng giải quyết mâu thuẫn hay là chỉ để tranh cãi. Đối với ý kiến tranh cãi thật sự nha, không cần tốn thời gian nhung đó. Mình phải học cái cách mà lơ đi. Còn ý kiến trái chiều mà để cùng giải quyết vấn đề thì mình phải học cái cách dẹp bỏ cái tự ái để mà cùng giải quyết cái vấn đề đó. Thì cái việc thích ứng ở đây thì sẽ là thích ứng giữa cái việc rằng là đôi khi tụi em đi học, tụi em sẽ thấy là như thế này. Cái vấn đề mình học là như vậy, nhưng mà sau khi mà vận dụng thực tế nó khác quá. Ủa, rốt cuộc sẽ rất nhiều lần tụi em đặt ra câu hỏi rốt cuộc đi học để làm cái gì. Thì sẽ phải thích ứng với cái chuyện đó đi. Đi học là có kiến thức, có kiến thức chứ không phải là đi học để người ta chỉ em làm việc như thế nào. Đó, thành ra là cái việc tự học với thích ứng đó là hoàn toàn không cần ra ngoài học nha. Người ta không có dạy được mình đâu. Nếu mà các bạn có đi ra ngoài học ấy, thì các bạn bạn có thể đăng ký các cái khóa học tiếng Anh, thì nó là cái mà cần thiết. Ngôn ngữ. Nếu như các bạn có dành thời gian, các bạn có thể học tiếng Anh, học hoặc ai giỏi tiếng Anh rồi chúng ta sẽ học thêm. Chúng ta sẽ học thêm các cái ngôn ngữ khác. Và ngôn ngữ là cái nó khá là quan trọng. Vậy thì thầy có bổ sung cái quan điểm của hai bạn liên quan của Rachel và với lại của anh Khoa là như thế này nè. Anh Khoa anh nhấn mạnh một cái quan điểm thầy rất đồng ý là các bạn đi học á, thì các bạn chuyên tâm, bởi vì kiến thức đó là sau này các bạn sẽ xài được, chứ không phải là mình vô là mình để cửa ngựa xem hoa. Và trong những cái kỹ năng để mà mình có thể tồn tại được sau này đó, thì rõ ràng là với chương trình hiện tại đang được design ra thì có những cái môn học liên quan tới kỹ năng mà sinh viên nó sẽ được học. Trong đó có những kỹ năng về tư duy phản biện là một trong những cái mà các bạn học để chi, để mình biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai, làm sao mình có thể tư duy được, làm sao mình có thể phản biện được. Và những cái kỹ năng khác liên quan tới học tập suốt đời, nó cũng là một cái kỹ năng để chi. Không phải là em học chỉ có 3 năm rưỡi ở trên trường đại học là xong, mà sau này em còn tiếp tục học nữa. Và câu chuyện tiếng Anh, đây là một bài toán đang rất là nan giải mà anh Khoa đã có nói chuyện cho các bạn. Thì bây giờ trong chương trình của Khoa Thương mại đó, thì đội ngũ giảng viên Khoa Thương mại có những giảng viên người nước ngoài để có thể tham gia giảng dạy trực tiếp các môn tiếng Anh chuyên ngành cho các bạn, cũng như là dạy một số môn mà chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì bây giờ cái tham vọng ở đây nó đang nằm ở chỗ là khi mà các em học mà chuyên ngành đó, các bạn cũng phải chuẩn bị tâm lý để các bạn có thể chọn học những môn đó bằng tiếng Anh nha. Tại vì sao? Bởi vì khi mà cái trình độ tiếng Anh của mình được hoàn thiện, được cải thiện, thì mình rất dễ để mà mình có thể học hỏi những cái mới. Và những môn chuyên ngành mà học được bằng tiếng Anh thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu xã hội sau này rất cao. Ok,
Thì cái câu chuyện là làm sao mà để các bạn có thể tiếp cận được những cái kiến thức đó, thì khoa cũng có tổ chức những cái việc liên quan đến quốc tế hóa cho khoa, bao gồm là hợp tác quốc tế. À, trong đó ví dụ như là các bạn vẫn có thể đi những cái field trip nước ngoài, tham gia đi field trip nước ngoài để học kỹ năng nha các bạn, ok. Tất nhiên là mình đi company visit cộng với lại là mình học những cái môn kỹ năng. Và việc học kỹ năng ở nước ngoài thì khoa sẽ quy đổi thành môn kỹ năng ở trong nước, ok. Như vậy đây là lựa chọn của bạn. Các bạn vừa có những cái trải nghiệm rất thực tế và các bạn được chuyển đổi, ok. Thì thầy nghĩ là các bạn đều happy cả, ok. Mà ngoài cái câu chuyện về field trip đó, thì khoa vẫn tổ chức những cái internship quốc tế dành cho sinh viên. Tất nhiên là không phải bạn nào cũng có thể đi được, bạn cũng phải thể hiện được năng lực của bạn để mà bạn có thể tham gia các internship quốc tế. Nghĩa là sao? Mình có thể đi thực tập, mình có thể đi kiến tập tại nước ngoài, ok. Và đây là những cái chương trình trao đổi giữa khoa và các đối tác ở trong khối CMEL, thì sinh viên đều có quyền để mà tham gia, nhưng các bạn phải thể hiện được năng lực. Thì đấy là cái mà sinh viên có thể lưu ý trong cái quá trình mà mình học, ok, để mà mình có thể phát huy tốt hơn. Về tâm thế đón nhận và những cái cơ hội nữa. Thì ở đây các bạn cũng có những cái phản biện lại, ví dụ bạn Hòa Chí nói là em thấy đi làm liên quan đến chuyên ngành sớm thì tốt mà. Ví dụ như một tuần học 4 5 buổi trên trường thì thời gian rảnh cũng không làm gì. Thì tại người ta vẫn nói cách học tốt nhất là học on the job mà, kiểu dạng vậy. Thì thật ra thì nó không có nó đi vào câu chuyện tư duy tranh luận như lúc nãy các anh chị nói. Là cái tâm thế của các bạn khi mà đón nhận chương trình đào tạo như anh Trung chia sẻ, nó đưa ra rất nhiều cái cơ hội cho các bạn có thể tích lũy kỹ năng. Ngoài chuyện kiến thức thì tích lũy kỹ năng và phát triển trình độ ngoại ngữ của các bạn nữa. Vấn đề các bạn có nắm bắt được cơ hội đó hay không lại là một cái câu chuyện khác. Thì chúng ta đã đi vào rất là nhiều những cái chia sẻ về từ chương trình đào tạo ngành marketing và kể cả ngành kinh doanh thương mại, cũng như là chia sẻ về những câu chuyện làm nghề của anh Khoa cũng như là chị Rachel Đoàn. Thì em nghĩ là các bạn đã có được rất là nhiều những cái cứ kể cả cảm hứng và cũng phải như là cái kinh nghiệm cho mình nữa. Các bạn sẽ còn một hành trình làm nghề rất là lâu dài sau này. Với các bạn học sinh, các bạn có đặt những câu hỏi như là làm thế nào để xét tuyển vào ngành marketing năm nay. Đợt 2 mới mở ra thì những bạn xét tuyển ngành kinh doanh thương mại ở đợt 1, các bạn sẽ phải làm sao nếu muốn xét tuyển vào ngành marketing. Thì nhà trường Đại học Văn Lang không giới hạn số lần đăng ký xét tuyển của các bạn. Cho nên nếu như trong đợt 1 các bạn muốn chọn ngành marketing, nhưng mà vì lúc đó nó là chuyên ngành của ngành kinh doanh thương mại và các bạn đã làm hồ sơ rồi, thì đến đợt 2 các bạn vẫn có thể bổ sung hồ sơ ngành marketing như một hồ sơ mới. Thì trường Đại học Văn Lang sẽ xét tuyển như hai hồ sơ độc lập. Và kết quả xét tuyển thì cũng sẽ công bố vào cuối tháng 5, khi mà chúng ta kết thúc đợt nhận hồ sơ vào ngày 30 tháng 5. Thì như vậy là, và với những cái thắc mắc khác về vấn đề tuyển sinh thì các bạn liên hệ các bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang nha. Trong chương trình live này thì còn nhiều câu hỏi, nhưng các anh chị tư vấn viên sẽ trả lời trực tiếp trên live cho các bạn. Và lời cuối cùng thì như chủ đề của ngày hôm nay, marketing ngành không ngừng hot, thì chúng ta hy vọng rằng một cái thế hệ sinh viên mới của khoa kinh doanh thương mại nhưng mà của ngành marketing sẽ đem đến một cái luồng gió mới cho khoa cũng như cho trường Đại học Văn Lang trong những năm tới đây. Xin cảm ơn sự tham gia của ba vị khách mời và xin chào các bạn học sinh. Dạ. Ôm Mai Văn Lang đến đây cùng tôi cùng chăm học thành tài. Ôm Mai Văn Lang đạo đức đi cùng ý chí bay vút cao. Ý tưởng sáng tạo cùng mang những khát khao lớn. Đoàn kết là sức mạnh truyền thống chúng tôi luôn tự hào. Our home, our pride, our life, our style, nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our home, our pride, our life, our style, ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba
ba. This is my Văn Lang. My Văn Lang. My Văn Lang. Oh, 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 oh. Yo, đây là Văn Lang, để mình đến với ta thì đây là sang trang. Người công sức vào trong mà nhà thật hân hoang. Mỗi ngày đây Văn Lang cùng với nên vẫn nên dẫn chàng. Văn Lang, Văn Lang. Tôi còn một cặp phát cho tới Bình Thạnh, đi đâu cũng thấy Văn Lang, nếu mà cần giúp đỡ tôi luôn sẵn sàng, hết lòng hỗ trợ lẫn nhau, đạo đức ý chí sáng tạo phát triển cao. I like our style, nhiệt huyết trong mỗi người, mang thành công đi khắp nơi. I like our style, ngày chúng tôi tươi cười, mang thành công đi khắp nơi. This is my Văn Lang. This is my Văn Lang. My Văn Lang. My Văn Lang.